Tại quận Thốt Nốt, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tập huấn kiến thức quản lý mô hình kinh tế tập thể năm 2023 cho 100 cán bộ hội viên của năm quận: Thốt Nốt, Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng và Ninh Kiều. Theo đó, các chị em cán bộ hội viên của năm quận đã được báo cáo viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2023 triển khai nội dung nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Chương trình thực hiện số 49 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới. Nghị quyết số 09 ngày 2 tháng 2 năm 2023 ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 20 Luật Hợp tác xã năm 2023 và giới thiệu một số mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu.